con là người cư sĩ học Phật khi buôn bán con có nên thẳng thắn với khách hàng không họ và mua đồ con lịch sự hỏi họ mua gì họ mua xong có cảm ơn họ nhưng nhiều người họ phách ý không có tiền sai bảo họ nói những từ khó nghe như tao có tiền mà phải phục vụ tao thư sư những con người như vậy con nên tiếp không hay lịch sự mời họ đi chỗ khác xin cho con một cách ứng xử đúng ừ. thì um tùy mình thôi yếu quá, thì đừng có ra gió tức là gì khi mà mình còn yếu quá trong nội tâm của mình tâm bất thiện nó còn đầy dãy. sân còn nhiều tham còn nhiều vô minh còn nhiều thì tránh thì cảnh gì, à, cái kiểu giống như quý vị thấy mấy cái hướng dẫn hướng dẫn mà cái cách đối phó với cọp, đối phó với sư tử, đối phó với gấu khi mà mình vào rừng, á, thì mình gặp những con thú dữ như vậy phải đối phó như thế nào? Nghe thì nó có vẻ hay, nhưng nó là dành cho cái hai hạng người một Hàng người có tài tức là họ xử lý được hai là người có gan tức là họ làm được còn cái kiểu như mình ấy mình gặp mình uh, vừa mới thoáng thấy cái bóng uh, của con gấu của con cọp thì là mình run bắn lên rồi thì làm ơn làm phước đừng có vào rừng những cái hướng dẫn đó là dành cho ai chứ không phải dành cho mình nha tương tự như vậy đó ở đời khi mà mình nhắm khả năng kham nhẫn của mình còn ít khả năng tự tâm của mình còn ít cái ký mình còn ít mà thay vì như vậy đó cái sự bất mãn mình còn nhiều khen mình chê người nó vẫn còn nhiều nhìn lỗi người nó vẫn còn nhiều mà trong khi đó đó cái, cái tâm của mình nó vẫn còn thiếu cái sự nhu nhuyến, thiếu cái sự kham nhẫn, thiếu cái sự nhìn sâu nhìn xa thì tốt hơn hết là tránh đi nha tránh đi chỉ có những ai đó không có khen mình chê người tâm của họ đó đã nhu nhuyến dễ sử dụng họ có khả năng kham nhẫn họ có khả năng đó mà người ta nhìn người ta chửi vào mặt họ người ta đánh họ người ta đâm họ người ta giết họ thì họ vẫn có thể cười hà hà được cái người như vậy thì sư mới khuyên họ khâm nhẫn cái người như vậy sư mới khuyên là những người khách hàng mà họ sĩ vã mình họ nhục mạ mình họ, uh, họ đàn áp mình họ là cơ hội để mình phát triển nhiều á nó ngược gió thì nó mới bay cao nhưng mà nhớ nó dành cho người khác chứ không phải dành cho người đặt câu hỏi này nha riêng cái người đặt câu hỏi này á, sư thấy quý vị hỏi rất là nhiều những cái nội dung tương tự thành ra sư khuyên lần này là lần cuối nha sư mong là nghe hiểu và tiếp thu nếu không thì cái duyên của chúng ta đến đây là hết ừ. thứ nhất bỏ đi đừng có khen mình chê người nữa người ta có như thế nào á, là chuyện của người ta mình lo phát triển chính mình yeah. lo chính mình thôi nếu như tránh được cái gì tránh được thì tránh ừ. còn nhắm cư xử được với người khác bằng tâm từ á thì hẳn làm và nhớ dù bất kỳ tình huống gì sư đang nói riêng với cái người đặt câu hỏi này đừng bao giờ nói lỗi người đừng bao giờ chỉ lỗi người khác bởi vì không ai mượn không ai nhờ không ai thỉnh khả năng của mình vẫn còn yếu mà mình cứ nhào ra đó thì tới hồi mình chết á thì không có ai thương nhớ dùng cái chuyện đó